Vâng, thì sau đây em test con Marang 1250G mới về. Thì còn con 1150 MK2 nha các bác. Các bác nào mình thích tiếng bạo lực, căng tiếng hoặc là bass mid chat, ngày này nó chạy sò Motorola nha, tiếng rất là hay, về gấp loa. Rất là hot nha, 1150 MK2 nha. Nghe rất là phê nha các bác. Con này giá 18 triệu 7 nha các bác. Còn con này em test gửi cho bác Thủy ở Hải Phòng nha. Cái bass mid chat 1250G thì nó thiên về độ chi tiết kiểu như dòng high-end của anh. Đấy, hai cầu loa AB. Đấy, bass mic check rồi các bác. Đấy, đây low net này các bác. Đây là chọn đường tín hiệu vào này. Đấy, em về được con có catalog luôn nha. Vâng, thì em mới vừa có điện thoại một tí nha các bác. Đây. Đấy, nó nguồn rồi nha các bác, đang nguồn. Nó màu trắng xanh thôi. Khoảng là 5-10 giây nó sẽ từ nhảy rơ ly nha các bác. Ok rồi đó. Rồi, sau đây em sẽ test con Lookman L68A. Cũng đồng giá với em này. 68A chạy Glass A. Nó cực kỳ ngọt ngào. Không khác gì con âm đi đèn cả. Vâng, và đây là con Lookman L68A gửi cho anh Thành ở thành Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Con này về cách đây chút 3-4 ngày, rất là mới nha, còn là mới kiến công luôn nha. Mặt nguồn nó điện 100V nha các bác. Bass chép, các bác nghe con này vẫn như mà loa JB, nghe như loa châu Âu á. Nghe nhập vàng, cực kỳ mượt luôn nha, ngọt lắm các bác. Nghe càng lâu thì nó lại càng hay, AX1. Đặc trưng của dòng 68A các bác, tiếng chép nó rất là mượt và bass nó rất là mềm nha các bác. Nên mình nghe các bác nghe lâu những dòng này á, nghe với loa JB những dòng L100, L100 Cantori rất là hay luôn. Em về được những con nó rất là đẹp như thế này, các bác thấy núm núm này. Đây là ba lăng. Đấy. Em này đánh hai cầu loa AB, A cộng B. Đây là tắt luôn các bác. Đặc biệt những dòng chữ ký nha 5868A, các bác sẽ nghe được những lời ca sĩ nó không có bị khô các bác. Nó mềm tiếng ca sĩ lắm, nó không bị khô, nó ngọt ngào ấy. Nghe tiếng nó rất là dịu. Nên anh em chơi lâu năm thì rất thích những dòng 68A và sưu tầm những con này chơi. Ở phân khúc nó bằng Lookman L80V các bác, ở phân khúc. Nhưng nó chạy Class A, nó là một ưu điểm. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Thì video này em test hai sản phẩm này gửi cho hai bác.